A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải ngay A về Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học toán Việt Zách. Hôm nay cô Vân sẽ cùng đồng hành với các em để tìm hiểu bài học số 2 đó là bài 2 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng. Từ khóa chính trong bài học này gồm có một là ba điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm khởi động bài học với một nội dung như sau quan sát các hình dưới đây ta thấy được vị trí của mặt trời mặt trăng trái đất cũng như là vị trí các khóm lúa ở đây hình ảnh bên trái chính là hình ảnh của mặt trời mặt trăng và trái đất trường hợp hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trời mặt trăng và trái đất cùng nằm trên một đường thẳng ở đây là các cây mạ được cấy thẳng hàng chúng ta nhìn thấy rất là thẳng hàng đúng không các khóm lúa cho ta hình ảnh các điểm thẳng hàng à vậy cụ thể ở đây chúng ta thấy ba điểm ba điểm này ba cái vị trí mặt trăng mặt trời và trái đất cùng nằm trên một đường thẳng ở đây cũng nhận thấy các khóm mạ thì được cái thẳng hàng và cho ta hình ảnh của các điểm thẳng hàng vậy cụ thể thế nào là thẳng hàng và trong bài học này chúng ta xét đến ba điểm thẳng hàng thì khi nào chúng sẽ thẳng hàng? Chúng ta vào phần 1 nhỏ. Ba điểm thẳng hàng. Khám phá hoạt động số 1. Hãy tìm cách trồng 5 cây táo thành hai hàng, mỗi hàng có 3 cây. Nếu mỗi cây được xem là một điểm thì hãy vẽ hình để thể hiện cách trồng các cây đó. À, chúng ta sẽ đưa một bài toán thực tế vào trong toán học. Thì ở đây cái việc trồng năm cây táo à trồng năm cây táo chính là có năm vị trí để đặt cây đúng không? Năm vị trí để đặt cây thì sẽ coi như là năm điểm được chưa? Ở đây mới có một cái câu này, mỗi cây được xem như là một điểm bởi vì mỗi một cây trồng ở một vị trí và để thể hiện một vị trí trong mặt phẳng thì chúng ta sẽ biểu diễn trong toán học chính là một điểm. Các em hãy vẽ hình để thể hiện cách trồng cây đó. Cô giáo ví dụ thẳng hàng thì chắc chắn là nó phải nằm trên một đường thẳng đúng không? Vậy thì cô giáo sẽ thấy như sau, cô giáo sẽ vẽ căng một cái đường thẳng trước. Được chưa? Và cây táo số 1 ở đây chẳng hạn. Cây số 2 cũng nằm trên đường thẳng này. Và cây số 3 cũng nằm ở đây. Người ta bảo là mỗi hàng có 3 cây Vậy trồng được một hàng là có 3 cây rồi Bây giờ người ta yêu cầu là Trồng thêm một hàng nữa là Thành hai hàng đúng không Và mỗi hàng phải có 3 cây Như vậy cô giáo thiếu mất hai cây nữa Vậy thì đặt thước như thế nào để cô giáo Có được là hai hàng Và chỉ cần vẽ thêm hai cây nữa Cô giáo ví dụ như cô giáo đặt như thế này Thì chúng ta sẽ thấy hàng thứ nhất Hàng thứ nhất chính là hàng hàng ngang và hàng thứ hai chúng ta nhận thấy chính là hàng dọc như thế này. Chúng ta sẽ vẽ nối một đường thẳng và đặt các vị trí ở điểm đây chính là cây số 4. Đây chính là cây số 5. Như vậy đã có đủ 5 cây được trồng và chúng ta nhận thấy trồng làm hai hàng. Hàng thứ nhất là hàng ngang và hàng thứ hai là hàng dọc. Hoặc chúng ta có thể dòng thành hàng chéo như thế này Được chưa nào các em? Miễn là đặt chúng thật là thẳng hàng Và ba điểm như ở trên hình này Chúng ta thấy chính là đại diện cho ba điểm Và ba điểm này chính là ba điểm thẳng hàng Đúng không? Cùng quan sát một bộ ba điểm thẳng hàng khác Ở trong sách giáo khoa người ta đưa ra Các bộ ba điểm A, E, B hoặc là C, E, D trên hình bên là ba điểm thẳng hàng. Đây, A, E, B cùng nằm trên đường thẳng này đúng không? C, E, D cùng nằm trên đường thẳng này đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta cũng nhận thấy đây cũng chính là một cách trồng cho với cái hoạt động số 1 này đúng không? Có sự thẳng hàng giữa ba cây và có hai hà. Hai đường thẳng tương ứng với hai hà. được chưa? Từ đó người ta rút ra định nghĩa về ba điểm thẳng hàng như sau ba điểm phân biệt abc cùng thuộc một đường thẳng thì được gọi là ba điểm thẳng hàng à cùng thuộc một đường thẳng thì chắc chắn là chúng sẽ thẳng rồi đúng không ba <laughs> điểm def thì không cùng thuộc bất kỳ một đường thẳng nào thì được gọi là ba điểm không thẳng hàng đây ở hình a ba điểm này cùng nằm trên một đường thẳng thì ba điểm này thẳng hàng nhưng ba điểm này chúng ta nhận thấy có ef thì nằm trên hai điểm thì luôn nằm trên một đường thẳng rồi nhưng điểm D thì không đúng không nào? Vậy thì đây là ba điểm không thẳng hàng. Vậy tại sao lại có ba điểm thẳng hàng với ba điểm không thẳng hàng mà lại không có hai điểm? Bởi vì chúng ta nhận thấy qua hai điểm thì luôn vẽ được một đường thẳng rồi. Vì vậy thì hai điểm thì đã luôn luôn thẳng hàng. Và từ ba điểm chúng ta đã nhận thấy là có thể thẳng hàng nhưng cũng có thể không. Ba điểm mà đã vậy rồi thì bốn năm điểm trở lên thì nó lại cũng sẽ còn hơn cả thế nữa đúng không? Và như vậy thì chúng ta mới học đến là có trường hợp 3 điểm thẳng hàng và 3 điểm không thẳng hàng. Vận dụng định nghĩa của 3 điểm thẳng hàng và không thẳng hàng chúng ta đi làm bài thực hành số 1. Trên hình 2 hãy chỉ ra 3 điểm thẳng hàng và 3 điểm không thẳng hàng. Đây chính là hình 2. 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Quan sát ở đây thì nhận thấy ba điểm M, N, Q cùng nằm trên đường thẳng B. Vì vậy, ba điểm thẳng hàng chính là M, N, Q. Ba điểm không thẳng hàng à chúng ta chỉ cần lấy hai điểm M, N và một điểm P, chúng ta sẽ nhận thấy là MNP không thẳng hàng hoặc là MQP không thẳng hàng hay là NQP không thẳng hàng. Bởi vì qua hai điểm NQ thì luôn vẽ được một đường thẳng mà thôi, mà trong khi đó P thì lại không thuộc vào đường thẳng đó, vì vậy nó không thể thẳng hàng được như nào. Ba điểm không thẳng hàng là m, n, p hoặc chúng ta có thể chọn cặp khác tùy các em nhé. Sau đến tiếp theo là dùng thước thẳng để kiểm tra xem ba điểm nào trên hình ba là thẳng hàng. À, ở đây chúng ta người ta yêu cầu là sẽ sử dụng vận dụng cái định nghĩa của ba điểm thẳng hàng, chúng ta sẽ đi tìm cách để kiểm tra cái sự thẳng hàng của ba điểm. Ở đây đầu tiên là ở đây có mỗi điểm m và điểm n đặt qua điểm m và điểm n thì không có điểm nào cả. Đặt qua điểm N và điểm P thì cũng không có điểm nào khác nữa. Đặt qua QSP chúng ta nhận thấy ngay là QSP thẳng hàng cùng nằm trên đường thẳng này đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ viết ba điểm thẳng hàng đầu tiên. ba điểm thẳng hàng ở hình 3, ở trên đây là hình 2 nhé. Ở dưới là hình 3. Chúng ta sẽ có SQ thẳng hàng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đặt thước là đến điểm Q và điểm R. QR thì luôn nằm trên một đường thẳng nhưng còn điểm nào nằm trên đường thẳng đó nữa không thì chúng ta nhận thấy là không có, đúng không nào? Tiếp theo, đặt điểm thước qua điểm M và điểm P chúng ta nhận thấy có một đường thẳng đi qua hai điểm M và P và xem có điểm nào nằm trên nó không. Chính là có điểm E, R. Như vậy M, P và R cũng thẳng hàng. Chúng ta sẽ đặt thước đi qua hai điểm bất kỳ thôi rồi nhìn xem còn điểm nào nằm trên đường thẳng đó không thì chúng ta sẽ kết luận sự thẳng hàng được chưa nào? Ví dụ đặt ở đây thì chúng ta thấy có điểm R được chưa nào? Nhưng mà đặt thế này chúng ta nhận thấy chẳng có điểm nào cả như ban nãy đặt qua hai điểm này thì không có điểm nào nằm trên nó nữa đúng không nào như vậy chúng ta có là MPR là ba điểm thẳng hàng ba điểm MPR thẳng hàng tiếp theo chúng ta nhận thấy thử kiểm tra này đặt thước qua điểm N và điểm S chúng ta nhận thấy có một đường thẳng đi qua NS nhưng không còn điểm nào nằm trên nó nữa đúng không? Như vậy đây chúng ta có hai bộ ba điểm thẳng hàng. Một là PSQ, hai là MPR. Chúng ta dùng thước kiểm tra như vậy. Cô giáo hướng dẫn nhắc lại cách kiểm tra đó là chúng ta đặt thước đi qua hai điểm bất kỳ đi qua rồi rồi nhìn xem còn điểm nào nằm trên cái đường vạch thẳng của thước đó nữa không? Không có thì là không có điểm thẳng hàng. Thế nếu mà có như thế này, đặt qua hai điểm M và P, chúng ta nhận thấy có điểm R cũng đi qua thì thẳng hàng được chưa nào bài tiếp theo đó là vẽ vào vở hai điểm AB như hình 4 đây chính là hình 4 em vẽ thêm hai điểm CD sao cho 3 điểm ABC thẳng hàng 3 điểm ABD cũng thẳng hàng hãy vẽ ba vị trí khác nhau của điểm C à, tức là chúng ta sẽ phải đi vẽ hình làm sao cho có ba điểm thẳng hàng. Chúng ta sẽ vẽ lại điểm A và điểm B. Muốn có sự thẳng hàng với hai điểm AB thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đặt thước đi qua hai điểm AB trước, vạch một đường thẳng. Muốn một điểm khác nữa cũng thẳng hàng với hai điểm này như cách hướng dẫn ở hình 3, chúng ta phải đặt một điểm cũng phải thuộc trên hình đó dấu chấm một chấm ở đây và viết được điểm C như vậy A, B và C rõ ràng là thẳng hàng A, B, D cũng thẳng hàng nghĩa là điểm D cũng phải thuộc vào cái đường thẳng đi qua A, B như thế này cô giáo có thể đặt ở vị trí này cũng được đúng không? Như vậy chúng ta đã được A, B, C thẳng hàng A, B, D cũng thẳng hàng. Hãy vẽ ba vị trí khác nhau của điểm C À, vậy ngoài điểm C Cô giáo vẽ như thế này Thì còn điểm C nào khác nữa không Chúng ta sẽ chỉ việc đặt thêm các dấu chấm khác Cô giáo sẽ ký hiệu lần lượt là C1, C2 nhé Đây, đặt C ở đây cũng được đúng không nào Cô giáo ký hiệu là C1 đi Đặt C ở đây cũng được đúng không C2, được chưa nào Hay là đặt ở tận đây đi C3, chúng ta có các vị trí như vậy Được chưa nào Vậy giữa ba điểm thẳng hàng thì sẽ có mối quan hệ là gì hay là vị trí của chúng sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần hai nhỏ, quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng. Khám phá hoạt động số 2, quan sát đèn giao thông ở hình bên, đèn màu nào nằm giữa hai đèn còn lại. Đây chính là hình ảnh đèn giao thông có ba màu đỏ, vàng và xanh. Nhìn hình này chúng ta nhận thấy ngay đấy là chính là màu vàng. Như vậy là đèn màu vàng nằm giữa hai hai đèn còn lại. Người ta đưa ra một nhận xét như sau từ hình ảnh thực tế này. Trong các bộ ba đèn như hình bên thì luôn có một đèn ở giữa hai đèn còn lại, đúng rồi. Và nếu như xem ba đèn đó là hình ảnh của ba điểm thẳng hàng thì luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. À ba cái đèn này nó tượng trưng cho là ba cái vị trí, đúng chưa nào? Và ba vị trí thì hiểu như là ba cái dấu chấm. Ba dấu chấm chính là ba điểm mà ba điểm người ta cho như này chúng ta nhận thấy là Thẳng hàng đúng nào thì luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại từ đó người ta có trường hợp tổng quát như sau với ba điểm a b c thẳng hàng trên hình số 5 thì ta nói rằng điểm b nằm giữa hai điểm a và c ở à đây ba điểm a b c cùng nằm trên một đường thẳng vì vậy chúng thẳng hàng điểm b ở vị trí nằm giữa như nào từ đó rút ra được kiến thức như sau trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Vậy ở đây chúng ta lưu ý là chỉ trong trường hợp là ba điểm đó thẳng hàng thì mới có một và chỉ một điểm nằm giữa, được chưa? Vận dụng kiến thức đó chúng ta sẽ đi làm bài thực hành số 2. Em hãy vẽ hai điểm A và B trên giấy. Hãy vẽ thêm điểm C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Ở đây yêu cầu vẽ hai điểm A và B trước, giờ sẽ vẽ thực hành số 2 như sau. Khi bảo vẽ hai điểm không nói gì thêm, ta phải vẽ hai điểm phân biệt. A à, B Vẽ thêm điểm C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Các em cùng nhớ nhé, khi nói về điểm nằm giữa hai điểm thì chắc chắn phải nói đến sự thẳng hàng thì mới có nằm giữa. Vì vậy ở đây có ba điểm A, B, C này mà muốn có nằm giữa thì chắc chắn là phải có sự thẳng hàng ở đây. Mà ở đây thì chúng ta đã biết hai điểm AB qua nó thì luôn vẽ được một đường thẳng rồi. Chúng ta cùng nhớ buổi học hôm trước. Thì qua hai điểm thì luôn là một đường thẳng rồi, nhưng mà qua ba điểm thì có thể thẳng hàng thì có thể. Không, như ở phần 1 chúng ta vừa tìm hiểu đúng chưa nào? Vậy thì ta sẽ kiểm tra. Điểm C mà ở trong đây đề bài muốn có cái sự nằm giữa thì điểm C chắc chắn phải nằm trên cái đường thẳng này nhưng mà quan trọng là ở vị trí chỗ nào thì chúng ta cùng quan sát. Điểm A nằm giữa B và C, à đây là vị trí điểm A nằm giữa B và C, vậy thì chắc chắn điểm C phải nằm ở bên này đúng không nào? Bây giờ sẽ kéo dài hình này ra nhìn cho nó thoáng hình nhé. Được chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta có thể đặt điểm C ở đây. Và như vậy là điểm C, điểm A đã nằm giữa hai điểm B và C. Vậy qua bài này thì chúng ta cùng nhớ lại. Đó là khi mà nói đến một điểm nằm giữa hai điểm còn lại thì nghĩa là chúng ta đang nói đến sự thẳng hàng. Được thế nào? Thế còn về phần quan sát và xác định vị trí thì các bạn đã biết cách làm rồi đúng không nào? Từ đó chúng ta có một chú ý trên hình số 5 thì ta nói các điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A. Các điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B. Vậy ngoài cái cách nói rằng là điểm B nằm giữa hai điểm A và C, người ta còn có cách mô tả khác đó là mô tả hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A và mô tả A và C nằm khác phía đối với điểm B như vậy để thể hiện trong ba điểm thẳng hàng có rất nhiều cách để nói nên quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng cách thứ nhất là điểm B nằm giữa hai điểm A và C cách thứ hai là điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A thì cô giáo sẽ giải thích kỹ hơn về nằm cùng phía lấy vị trí của điểm A là mốc chúng ta nhận thấy điểm B nằm về phía bên bên tay này là bên tay phải của điểm A, như vậy nó nằm phía bên phải. Điểm C chúng ta cũng nhận thấy nó nằm phía bên phải của điểm A và vì vậy chúng ta nói rằng B và C nằm cùng phía đối với điểm A, cụ thể là phía bên phải ấy, đúng không? Thì tương tự chúng ta cũng nhận thấy là A và B thì sẽ nằm cùng phía đối với điểm c lấy điểm c là mốc chúng ta nhận thấy điểm b sẽ nằm phía bên tay trái và điểm a cũng nằm phía bên tay trái như vậy chúng ta cùng nhớ là có quan hệ là nằm cùng phía được chưa tiếp theo là đến nằm khác phía à thay vì cách nói nằm giữa chúng ta có thể nói là nằm khác phía chúng ta nhìn nhé lấy điểm b là mốc lấy cái điểm nằm giữa là mốc thì nhận thấy điểm a nằm về phía bên tay trái nhưng mà điểm C thì lại nằm phía bên tay phải, phía bên trái và phải là hai phía khác nhau. Vì vậy người ta nói đây là nằm khác phía đối với điểm B, được chưa nào? Vậy ở đây quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng chúng ta có thể mô tả điểm nằm giữa hai điểm, được chưa? Hai điểm nằm cùng phía, hai điểm nằm khác phía. Thế nào Như vậy thì sau khi chúng ta học về thế nào là ba điểm thẳng hàng và cũng như là cách kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay không, cùng với quan hệ giữa ba điểm thẳng trong ba điểm thẳng hàng đó thì chúng ta sẽ đi làm các bài tập. Bài tập số 1. Trong hình bên cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường thẳng m và điểm E không thuộc đường thẳng m. Hãy nêu các bộ ba điểm thẳng hàng và các bộ ba điểm không thẳng hàng thì chúng ta nhận thấy như sau, đây chính là đường thẳng m. A, B, C, D là các điểm điểm là dấu chấm thuộc vào đường thẳng m. Điểm E là dấu chấm này không thuộc vào đường thẳng m. Và hãy nêu các bộ ba điểm thẳng hàng và các bộ ba điểm không thẳng hàng. Vậy chúng ta cùng nhớ lại về khái niệm thẳng hàng. Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Vậy chúng ta sẽ xét các bộ ba điểm mà nằm trên cùng một đường thẳng. Ở đây trên đường thẳng M có rất nhiều điểm. Ở đây cụ thể là có tận 4 điểm, đúng chưa nào? Nằm trên nó, vậy thì chắc chắn là sẽ có tận 4 điểm thẳng hàng. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cần tìm bộ ba thôi. Và vì vậy chúng ta sẽ liệt kê như thế nào để cho kết quả vừa đầy đủ mà lại vừa chính xác. Các bạn quan sát chúng ta sẽ liệt kê bộ ba điểm thẳng hàng trước. Đầu tiên là sẽ đi từ điểm A chúng ta sẽ có A, B, A, B trước. A, B, C, Đấy chưa? Các bộ ba điểm thẳng hàng là các bộ 3 điểm thẳng hàng là A, B, C A, B, C rồi đến tiếp theo là A, B, D Như vậy điểm A đã đi hết lượt Đúng rồi đúng không Tiếp theo điểm A đi với điểm B đi hết lượt rồi Tiếp theo là đến A C D A C D Đến C A đi với C thì hết rồi đằng sau rồi A D A D lại quay lại thì không được Bởi vì chúng ta đã tính rồi đúng không nào ví dụ như là B thì chính là ABD nữa chúng ta liệt kê rồi đúng chưa nào và vì vậy chúng ta chỉ làm theo một chiều như vậy thì nó sẽ đỡ bị thiếu và nhầm lẫn chúng ta sẽ liệt kê lại nhé quan sát nhé a b thì đi với c a b đi với d như vậy cái cặp a b là hết rồi đến a c không quay lại nữa a c d hết chưa như vậy điểm a đã hết đến điểm b chúng ta không quay lại nữa mà làm tiếp thì nó sẽ không bị nhầm lẫn b c d b C, D B, C, D là hết rồi đúng không? B, C, B, D mà lại quay lại A thì không quay lại nữa Đấy chưa nào? Chúng ta chỉ di chuyển tiếp thôi Và như vậy ở đây là có 4 bộ 3 điểm thẳng hà Tiếp theo là nêu các bộ 3 điểm không thẳng hà là Không thẳng hà là chúng ta sẽ chỉ việc lấy hai điểm thẳng hàng này thì kết hợp với một điểm không nằm trên cái đường thẳng đó là sẽ thấy thôi đúng không chúng ta sẽ nhận thấy ngay là có a b e a c e a d e hoặc là chúng ta sẽ nhận thấy là có a xong hết rồi đúng không a đi với hết các điểm rồi đến b b c e b d e và c d e vậy ở đây thì chúng ta đã biết cách là nhận biết ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng tuy nhiên ở đây nó rất là nhiều điểm vì vậy ở bài này chúng ta lưu ý thêm cho cô về cái cách chúng ta sẽ liệt kê để làm sao mà nó không bị nhầm lẫn. Được chưa nào? Sang đến bài tập số 2. Trong hình vẽ bên, em hãy dự đoán xem 3 điểm nào thẳng hà. Sau đó hãy dùng thước và kiểm tra kết quả. Đây là hình vẽ này. Dự đoán 3 điểm thẳng hà. thì chúng ta cùng quan sát ở hình này, ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hay cùng thuộc một đường thẳng. Ở đây có một bộ ba điểm người ta đã nhìn người ta đã nối sẵn đường nét đứt chúng ta nhận thấy nó thẳng hàng đúng không? Vì vậy ở đây là EKF là có này. Dự đoán là EKF là chắc chắn rồi. Tiếp theo nào. Dự đoán của cô giáo ở đây đưa ra chúng ta sẽ nhìn là không thể nào mà nói là EHK được đúng không? Vì nhìn đã thấy nó không Thẳng hàng rồi Không thể nào mà dự đoán được là E, G, K được Đúng chưa Vậy chắc chắn nó phải là những cái bộ khác Chúng ta sẽ nhìn xem nhé Nhận thấy là G, K G, K, H thì chắc chắn không được rồi G, K, Q cũng vậy G, K, P À có dự đoán Dự đoán và kiểm tra À có cái sự thẳng hàng ấy Đúng không Có Dự đoán là 3, Điểm này thẳng hàng và đo thì đúng là như thế. Vậy có G, Tiếp theo, dự đoán ở đây gồm có HKQ K, Đấy là dự đoán của cô giáo. Cô giáo kiểm tra. À, cũng cùng nằm trên một đường thẳng. Đúng chưa nào? Vậy có HKQ K, Đến đây cô giáo nhận thấy là chỉ có 3 bộ 3 điểm thẳng hà chúng ta làm bằng cách là đi kiểm tra thước đặt thước đi qua hai điểm nếu điểm còn lại cũng thuộc vào đường thẳng đó thì ba điểm đó thẳng hàng đây có giá trị đặt thước đi qua h và k thôi Đấy. chúng ta nhận thấy điểm q cũng đi qua đúng không vì vậy có sự thẳng hàng như thế nào như vậy ở bài tập số 1 và số 2 chúng ta đã cùng đi tìm hiểu là về 3 điểm thẳng hàng. Đúng nào, ôn tập về cái cách xác định 3 điểm thẳng hàng. Sang đến bài tập số 3, trong hình bên hãy chỉ ra các điểm nằm giữa hai điểm A và B và B là không nằm giữa hai điểm E và G. Ở đây bài tập số 3 chính là bài tập vận dụng về quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng vậy quan sát hình bên chúng ta xem này các điểm nào mà nằm giữa hai điểm M và N hình vẽ này cô giáo nhận thấy chỉ có 5 điểm M E F G N cùng nằm trên một đường thẳng nghĩa là sẽ có các sự thẳng hàng ở đây đúng không nào như vậy là sẽ có nằm giữa hai điểm M N thì chúng ta quan sát ở đây rõ ràng có điểm E điểm F và điểm G a các điểm nằm giữa hai điểm M và n nào e f g đến ý b các điểm không nằm giữa hai điểm e và g đây chính là hai điểm e và g khoảng giữa của nó là ở đây được chưa và vì vậy không nằm giữa e và g nghĩa là nằm sáng hai bên ngoài đúng chưa nào vậy thì ở đây chỉ có điểm m và điểm n được chưa vậy thì ở đây các điểm không nằm giữa e và g là m n. Sang đến bài tập số 4, a nhỏ cho hai điểm M và P, hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm MNP thẳng hàng và điểm M phải P nằm cùng phía đối với điểm N. b. Vẽ hai điểm trên một tờ giấy trắng, không dùng thước, em hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho ba điểm đó thẳng hàng bài tập số 4 là một bài tập vẽ hình theo yêu cầu đầu tiên chúng ta sẽ đọc đến đâu chúng ta sẽ thực hiện vẽ theo đến đấy nhé cho hai điểm m và p chúng ta sẽ vẽ hai điểm m và p trước vẽ thêm điểm n sao cho ba điểm mnp thẳng hàng à thẳng hàng thì sẽ phải là cùng nằm trên một đường thẳng mà cùng nằm trên một đường thẳng nghĩa là m và p cùng nằm trên một đường thẳng mà qua hai điểm m và p thì chỉ vẽ được duy nhất một và chỉ một đường thẳng mà thôi vậy thì nghĩa là chúng sẽ chỉ có thể là thẳng hàng theo trên ba điểm đó thẳng hàng khi mà chỉ khi ba điểm đó cùng nằm trên cái đường thẳng này đúng chưa nào điểm m và điểm p đã thuộc rồi chỉ còn thêm điểm n thôi nhưng mà chúng ta còn một yêu cầu nữa đó là điểm m p nằm cùng phía đối với điểm N. À, chúng ta cùng nhớ lại quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng cụ thể là quan hệ là hai điểm nằm cùng phía với một điểm thì chắc chắn là điểm đó không thể nào mà nằm giữa được đúng không? Không thể nào mà nằm giữa ở đây, bởi vì nằm ở đây thì M và P nó khác phía mất rồi. Nằm giữa là nó tương xứng với lại khác phía và cùng phía thì là ngược lại. Vì vậy chúng ta chỉ có thể đặt điểm N ở bên Ngoài như thế này. Như vậy chúng ta nhận thấy M và P là nằm cùng phía, phía này là phía bên tay, tay trái của điểm N đúng không? Như vậy vẽ như thế này chúng ta đã được MNP thẳng hàng và điểm MP nằm cùng phía đối với điểm N. Ngoài cách vẽ điểm N như thế này, chúng ta quan sát còn một cách vẽ thứ hai. Cô giáo sẽ nêu thêm cách vẽ thứ hai nhé. Vẫn vẽ hai điểm MP theo yêu cầu và đặt thước đi qua hai điểm MP để có đường thẳng xác định sự thẳng hàng. Điểm MNP thẳng hàng vậy N chắc chắn phải nằm trên đường thẳng này và thuộc vị trí nào? Chúng ta vừa phân tích thì không thể nằm ở giữa của hai điểm này đúng không? Và vì vậy nó chỉ có thể nằm ở hai bên này. Thì chúng ta nhận thấy vừa ở trên là cách một chúng ta thấy là đặt điểm N ở đây thì chúng sẽ cùng phía bên tay trái. Nhưng nếu chúng ta đặt điểm N ở đây bên này thì chúng vẫn có thể là cùng phía và cùng phía bên tay nào đây? Tay phải của chúng ta, đúng không nào? Sang đến ý B. Vẽ hai điểm trên một tờ giấy trắng. Không dùng thước, em hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho ba điểm đó thẳng hàng. B. Vẽ hai điểm. À, cô giáo lấy hai điểm bất kỳ là hai điểm AB. À, Bây giờ không dùng thước, hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho ba điểm đó thẳng hàng à vậy thì với yêu cầu là không được dùng thước nhưng mà phải có sự thẳng hàng mà sự thẳng hàng thì chắc chắn là phải có nằm trên một đường thẳng vậy thì hôm trước chúng ta được học bài là đường thẳng đi qua hai điểm à khi mà đi qua hai điểm này thì sẽ luôn tạo thành một đường thẳng vậy cô giáo sẽ gấp cái tờ giấy này đi qua hai điểm a và b đây chính là cái vị trí hai cái dấu chấm của nó nhé chúng ta cùng quan sát đây dấu chấm thứ nhất và vị trí dấu chấm thứ hai Đây. À, như vậy chúng ta gấp như thế này thì chúng ta sẽ nhận thấy vị trí điểm C chỉ cần đặt ở đây hoặc là đặt trên bất cứ một cái vị trí nào trên cái đường thẳng m này đúng không? Đường thẳng nếp gấp này đúng không nào? Để đây hoặc là ở đâu cũng được. Các bạn hiểu chưa nào? Để không dùng thước chúng ta có thể gấp giấy đi qua hai điểm thì hình ảnh của chúng ta thu lại luôn là hình ảnh của một đường thẳng đúng không nào? Bài tập số 5 là một bài tập áp dụng vào thực tế của ba điểm thẳng hàng em hãy lấy một ví dụ một số hình ảnh của ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng trong thực tiễn. Thế thì chúng ta sẽ lấy một số hình ảnh của ba điểm thẳng hàng chứ nhá. Như ở đề bài người ta đưa ra giới thiệu ban đầu cho chúng ta đấy thì đó chính là hình ảnh của Đây này, hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trời, mặt trăng và mặt đất cùng nằm trên một đường thẳng, tức là khi hiện tượng nhật thực xảy ra hoặc là những hình ảnh của những cây mạ này, được chưa? hoặc là hình ảnh nào chúng ta cùng quan sát trên chiếc đồng hồ của chúng ta ấy. Trong chiếc đồng hồ này thì chúng ta nhận thấy cái điểm ghi số chỉ vào số 12 và cái tâm cái tâm cái trục quay của cái kim đồng hồ với lại số 6. Ba điểm này là thẳng hàng đúng không nào? Hoặc là số 9 cái tâm và cái trục quay ấy và cái vị trí 3 giờ tương tự cũng như vậy chúng ta nhìn thấy các điểm thẳng hàng trong đây đúng không? Được chưa nào hoặc trường hợp thứ hai đó là hình ảnh chúng ta thấy là trong cái trò chơi trò chơi bập bênh ở công viên đấy chúng ta nhận thấy nhé à, ở đây chúng ta nhìn thấy là hai người mà ngồi ở hai cái vị trí ấy, hai đầu của cái thước này ấy, thì là nó tượng trưng hai vị trí thì chính là tượng trưng cho hai điểm đúng là trong toán học thì chính là hai điểm và cái phần trục ở giữa này thì cũng chính là coi là một điểm như vậy ta cũng có hình ảnh của ba điểm thẳng hàng đúng không ngoài ra nó có thể là hình ảnh của đèn xanh đèn đỏ ấy. chúng ta nhìn thấy đấy như ở trong cái hoạt động số 2 chúng ta vừa quan sát đúng không còn rất là nhiều hình ảnh nữa về hình ảnh của ba điểm không thẳng hàng trong thực tiễn thì có giáo nhận thấy lấy ví dụ như sau vẫn là lấy hình ảnh của trên chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ nhận thấy điểm số 1 đó trục quay của kim đồng hồ và cái điểm số 3 này là không thẳng hàng đúng không nào? Hoặc chúng ta sẽ nhận thấy cái vị trí điểm của lúc 1 giờ, lúc 3 giờ và lúc 6 giờ cũng không thẳng hàng. Ngoài ra chúng ta còn nhận thấy có một số hình ảnh như sau. Ví dụ như chiếc thước EK như thế này, chúng ta nhận thấy ba đỉnh của cái chiếc thước này EK là hình này thì nhận thấy ba đỉnh này cũng không thẳng hàng. Ngoài ra còn rất là nhiều hình ảnh trong thực tiễn mà nó có sự thẳng hàng và không thẳng hàng khác nữa thì về nhà các bạn sẽ sưu tầm thêm nhé. Vậy sau bài học này thì chúng ta đã học được những gì? Đầu tiên đó là chúng ta biết cách kể ra được các bộ ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng trong hình vẽ cho trước. À khi mà cho một hình vẽ chúng ta sẽ đi kiểm tra để kể các tên bộ ba điểm thẳng hàng hay không thẳng hàng bằng cách đặt thước để kiểm tra được chưa nào? Tuy nhiên lưu ý như ở với bài tập số 1, khi mà trong hình đó có rất nhiều bộ ba điểm thẳng hàng thì chúng ta sẽ liệt kê theo thứ tự để cho cái việc liệt kê không bị trùng lặp hoặc là không bị thiếu được chưa nào? Tiếp theo đó là nêu được vị trí của các điểm trong bộ ba điểm thẳng hàng. Trong 3 điểm thẳng hàng thì chúng có các vị trí nằm giữa, nằm cùng phía và nằm khác phía. Nằm giữa và nằm khác phía thì chúng ta nhận thấy là hình ảnh khá là tương đồng đúng không? Nhưng chỉ có nằm cùng phía thì các bạn sẽ phân biệt cho cô giáo là cùng phía thì hiểu như là cùng về một phía bên phải hay là cùng về một phía bên trái. Tiếp theo đó là vẽ được các bộ 3 điểm thẳng hàng hoặc không thẳng hàng. Để vẽ được các bộ 3 điểm thẳng hàng thì đầu tiên chúng ta phải vẽ được đường thẳng đi qua hai điểm trước. Hai điểm thẳng hàng thì hai điểm luôn luôn thẳng hàng đúng không? Và sẽ vẽ điểm còn lại cũng nằm trên cái đường thẳng đi qua hai điểm vừa vẽ. Và không thẳng hàng thì chỉ việc là cho nó không nằm trên cái đường thẳng đó hay là nó không thuộc vào đường thẳng đi qua hai điểm cho trước đã vẽ, được chưa? Và sau bài học này chúng ta cũng nhận thấy là tìm được một số hình ảnh của các bộ ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng trong thực tế để thấy rằng là chúng ta thấy kiến thức là nó có sự vận dụng vào trong đời sống thực tế rất là gần gũi đối với chúng ta đúng nào vậy thì về nhà các em sẽ xem lại bài tập vẽ hình và ôn tập các phần bài tập ở phía trên để chúng ta có thể ghi nhớ kiến thức tốt hơn vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cô giáo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học tiếp theo xin chào các bạn khóa học về sách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách